chuyến phiêu lưu của chiếc lá vàng trong một khu rừng già, nơi những cây cổ thụ cao lớn chạm đến bầu trời, có một chiếc lá vàng nhỏ bé nằm lơ lửng trên cành cao. Chiếc lá đã sống suốt một mùa hè xanh tươi cùng với những chiếc lá khác, nhưng khi mùa thu đến, lá bắt đầu chuyển màu vàng rực rỡ. Nó biết rằng ngày nó phải rời cành cũng sắp đến. Dù đã sẵn sàng cho cuộc chia tay với cây mẹ, chiếc lá vàng vẫn cảm thấy lo lắng. Nó tự hỏi, khi mình rơi xuống đất, cuộc sống của mình có kết thúc không? Mình sẽ đi đâu? Sẽ làm được điều gì có ý nghĩa không? Một cơn gió nhẹ thổi qua và chiếc lá vàng lơ lửng trên không, tạm biệt cây mẹ. Nó được gió cuốn đi xa, bay qua những con suối, lướt qua các bãi cỏ và những tán cây khác. Trên hành trình đó, chiếc lá gặp những loài sinh vật khác nhau trong rừng. Một chú chim nhỏ đang hót líu lo, một con sóc đang tìm hạt dẻ, và một chú thỏ đang nhảy nhót vui đùa. Mỗi lần gặp, chiếc lá hỏi họ, các bạn có biết mình sẽ đi đâu không? Nhưng không ai biết câu trả lời. Cuối cùng, khi gió ngừng thổi, chiếc lá rơi nhẹ nhàng xuống một bãi cỏ mềm mịn gần một dòng suối. Nó cảm thấy cô đơn và hoang mang, nghĩ rằng cuộc phiêu lưu của mình đã kết thúc. Nhưng ngay lúc đó, một cơn mưa nhỏ bắt đầu rơi. Từng giọt nước thấm vào đất, chiếc lá từ từ cảm nhận được một sự thay đổi. Nước mưa cùng với lá đã làm giàu cho đất, giúp cỏ và cây cối xung quanh tươi tốt hơn. Chiếc lá nhận ra rằng hành trình của nó không kết thúc khi rời cành, mà nó đã trở thành một phần của một điều gì đó lớn lao hơn. Nhờ chiếc lá, cỏ mọc xanh hơn, những bông hoa bắt đầu nở, và những con vật trong rừng lại có thêm nguồn thức ăn mới. Những gì tưởng chừng như là sự kết thúc, hóa ra lại là một sự khởi đầu khác, một sự tiếp nối tự nhiên của cuộc sống. Chiếc lá mỉm cười trong niềm vui lặng lẽ, nhận ra rằng cuộc hành trình của nó chưa bao giờ vô nghĩa.